Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Thiếu tướng Trần Bá Di sinh ngày 20 tháng 7 năm 1931 trong một gia đình giáo chức tại Mỹ Tho, miền Tây Nam Phần, Việt Nam. Tháng 10 năm 1957, được cử đi du học khóa bộ binh cao cấp tại trường Fort Benning, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Tháng Giêng năm 1966, ông được cử đi học lớp tham mưu cao cấp, thụ huấn 16 tuần tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Dưới quyền lãnh đạo của ông, Sư đoàn 9 đã mang lại rất nhiều chiến công hiển hách cho quân sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cho lịch sử dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống lại xâm lược của Cộng sản Bắc Việt. Ông nổi tiếng trong các trận đánh giải tỏa tỉnh Vĩnh Long trong Tết Mậu Thân năm 1968. Gần Tết Mậu Thân, tức là tháng Giêng năm 1968, Thiếu tướng Lâm Quang Thi, Tư lệnh Sư đoàn 9, chỉ thị cho Đại tá Trần Bá Di, đang là Tư lệnh Phó Sư đoàn 9, vào Vĩnh Long để nghiên cứu tình hình và đối phó với Việt Cộng. Vào chiều tối thì ông đã đơn thân độc mã, dùng trực thăng đáp xuống giữa vòng lửa đạn, tự tay xách theo một máy truyền tin mà không có người lính hay tùy viên cận vệ nào đi theo tháp tùng. Tại đây thì ông bắt đầu liên lạc với các đơn vị chiến đấu để lo việc phòng thủ, chỉ dẫn trực thăng, pháo binh bắn vào các địa điểm tập trung của Việt Cộng, điều động các đơn vị phản công và giải cứu Vĩnh Long, trong đó có tiểu đoàn 2 trung đoàn 15 từ Mang Thít kéo về. Sau cùng thì ông chỉ huy phá tan lực lượng Việt Cộng, chúng bị giết hay đầu hàng gần hết. Là một vị trí chiến lược rất quan trọng, tỉnh Vĩnh Long nối liền với Sa Đéc và Bắc Mỹ Thuận. Chiếm được Vĩnh Long thì Việt Cộng sẽ chiếm được Mỹ Tho, Long An, cắt đứt đường tiếp viện từ miền Tây và sẽ tiến chiếm dễ dàng Sài Gòn và Tổng Tham mưu. Do đó, giữ được tỉnh Vĩnh Long, ông đã tạo nên chiến công oanh liệt. Thời gian không lâu sau thì ông được vinh thăng làm chuẩn tướng. Trận đánh vào đất Miên Dành, ông càng nổi lên năm 1970. Thừa lệnh Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tướng Trần Bá Di chỉ huy Sư đoàn 9 bộ binh đã vượt biên giới, tấn công tận sào huyệt của lũ Việt Cộng và mật khu Ba Thu trên lãnh thổ Campuchia, tạo ra an ninh cho suốt vùng lãnh thổ hai bờ biên giới từ Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Kiến Phong đến Kiến Tường, nối tiếp với quân đoàn 3 vùng 3 chiến thuật Việt Nam Cộng Hòa, phá hủy cơ sở của chúng, tịch thu vô số chiến lợi phẩm. Ngoài ra, quân ta còn tìm thấy nhiều nhà in và các máy in tiền của mặt trận giải phóng. Tiền này thì chúng tính sẽ thay thế tiền Việt Nam Cộng Hòa nếu chúng thắng miền Nam năm 1968. Từ đó thì Sư đoàn 9 bộ binh mệnh danh là Sư đoàn Mũi Tên Thép. Năm 1971 thì Trung đoàn 16 bộ binh của Sư đoàn 9 bộ binh đã ổn định vùng Thất Sơn Châu Đốc. Trung đoàn 15 bộ binh đã đánh đuổi được Việt Cộng, tái lập an ninh cho vùng Ba Hòn, gồm Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Sóc. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, Trung đoàn 15, Sư đoàn 9 bộ binh là một trong những lực lượng giải tỏa chiến trận Tử Thủ An Lộc. Năm 1973 thì một lần nữa Trung đoàn 14, Sư đoàn 9 bộ binh đã tạo nên chiến công hiển hách, đánh tan một trung đoàn công trường chính của bọn Việt Cộng tại Đồng Tháp 10 thuộc tỉnh Kiến Phong cũ, tịch thu một số lượng lớn vũ khí và lương thực lúa gạo của chúng. Chiến thắng oanh liệt này đã khiến cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cùng với Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải đáp trực thăng xuống tận trận địa để thị sát chiến trường và xem xét chiến lợi phẩm do các chiến sĩ Sư đoàn 9 bộ binh mang về. Những ngày cuối cùng của năm 1975 thì Thiếu tướng Trần Bá Di trong chức vụ chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện Quang Trung. Ông ở lại tử thủ đơn vị, chống lại sự xâm nhập của bọn Việt Cộng, từ hướng Hậu Nghĩa cho đến những giây phút cuối cùng. Mặc dù dưới tay là những tân binh quân dịch, không có kinh nghiệm chiến trường, nhưng ông vẫn chỉ huy tài giỏi, bảo vệ được đơn vị, không cho bọn Việt Cộng xâm nhập trung tâm và bắn hạ được 4 chiến xa của Việt Cộng. Là tư lệnh của một sư đoàn đã mang về rất nhiều chiến công lừng lẫy, Thiếu tướng Trần Bá Di luôn sát cánh với các chiến hữu trên khắp các mặt trận và hài hòa với các anh em trong mọi hoàn cảnh. Ông thường xuyên ngồi trên trực thăng thị sát các mặt trận để quan sát và điều động các đơn vị thuộc sư đoàn.
Phi công trực thăng nghe nói là phải lái cho tướng Di là một điều ngao ngán, bởi vì mỗi ngày ông chỉ mang theo một gói bắp nấu để bay trực thăng không biết mệt. Ông đã xin tướng tổng tham mưu trưởng để được huấn luyện và cấp phát bằng lái trực thăng, phòng ngừa trường hợp người phi công quá mệt mỏi, ông sẽ tự tay lái. Vì sự can đảm và bền bỉ này của tướng Di, nên rất nhiều lần bọn Việt Cộng đã tìm cách mưu sát ông. Như có lần chúng đã gài chất nổ ở bãi đáp trực thăng núi Sam, Châu Đốc năm 1970. Một lần khác, trực thăng của ông bị chúng bắn xẻ, phải đáp khẩn cấp ở giữa đồng ruộng Đức Tôn Sa Đéc. Nhưng nhờ ơn trên thì ông đã an toàn. Năm 1971 thì ông làm trưởng đoàn hướng dẫn một phái đoàn gồm 37 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, các cấp xuất sắc thăm viếng Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan thời gian một tuần lễ. Tướng Trần Bá Di được trao tặng huy chương đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân chương và một số huy chương quân sự, dân sự khác. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì tướng Trần Bá Di bị bắt lưu đày lao động khổ sai từ Nam ra Bắc hơn 17 năm trời qua các trại giam Cần Thơ, Quân Lao Cũ, Hóc Môn, Yên Bái, Hà Tây, Hà Nam. Trong lao tù khổ sai của bọn Cộng sản, thiếu tướng Trần Bá Di nổi tiếng là một tù nhân không quốc phục Cộng sản, xứng danh là một vị tư lệnh sư đoàn 9 mũi tên thép. Ông chống đối lao động khổ sai, không nói chuyện với lũ quản giáo, quản chế vô học, vô văn hóa. Bọn quản giáo vô văn hóa và vô học thức nếu muốn nói chuyện với ông phải từ cấp trưởng trại trở lên. Ông tuyệt đối không bao giờ ca hát nhạc của bọn Cộng sản dù bị bắt buộc. Ông đã giữ đúng tư cách anh hùng và cương trực của một vị tướng anh hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mãi đến năm 1992, ông mới được trả tự do. Ngày 30 tháng 4 năm 1993, ông qua Mỹ theo diện HO. Ông xuất cảnh đoàn tụ với gia đình tại Orlando, Florida. Tại Hoa Kỳ thì thiếu tướng Trần Bá Di đã trải qua nhiều công việc để mưu sinh, trong đó có nghề đẩy xe thùng đi bán kem. Chúng ta có thể tìm đọc thêm về ông qua bài viết Ông lão bán kem, thiếu tướng Trần Bá Di của Lê Văn Hưởng. Xin được trích một đoạn trong bài viết. Khi được hỏi, cụ đi làm chi cho khổ, ở nhà lãnh tiền trợ cấp có sướng hơn không? Ông trả lời, tôi không chơi mấy thứ đó. Tôi rất tự hào không ăn một ngày tiền an ninh xã hội, tiền già, tiền tàn tật. Đối với anh em chúng tôi ở tù Cộng sản, người Mỹ đã dành một chương trình đặc biệt để đem chúng tôi đến xứ tự do, hưởng được cuộc sống an toàn trong công bằng. Chừng đó thôi cũng đủ mình biết ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ rồi. Vì lẽ đó, tôi không muốn ngồi chơi để lãnh tiền cấp dưỡng, tạo thêm gánh nặng xã hội cho đất nước này, trong khi tay chân còn lành lặn, còn đủ sức khỏe để đi làm. Theo trên thì tướng Trần Bá Di là một người rất đặc biệt. Khi ông còn trong quân đội, ông là một công bộc liêm chính, một cấp chỉ huy tài ba, gan dạ, bình dân, yêu thương lính. Đến tuổi cao niên, ông vẫn giữ khí khách của một anh hùng. Kính thưa quý vị, thiếu tướng Nguyên Kim Sơn, cựu chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn 9 bộ binh, từng làm việc dưới quyền của tướng Trần Bá Di, có viết trong tuyển tập Cái chết của một dòng sông như sau. Thiếu tướng Trần Bá Di có tấm lòng hiền hòa, đức độ nên được thuộc cấp kính trọng và thương mến. Ngày ông rời khỏi sư đoàn 9 bộ binh, quân dân tỉnh Vĩnh Long đã dâng biểu ngữ khắp đường phố trong tỉnh lỵ để tỏ lòng thương mến và luyến tiếc ông. Mặt khác, trong phúc trình 6 trang giấy gửi về chính phủ Hoa Kỳ ngày 5 tháng 12 năm 1973, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Graham Martin có ca ngợi cuộc đời binh nghiệp của tướng Trần Bá Di qua mấy mươi năm chỉ huy các đơn vị tác chiến trên chiến trường miền Nam, từ cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn đến sư đoàn. Nhắc đến sự liêm chính của tướng Di, phúc trình của Đại sứ Martin có ghi một đoạn như sau. Gia đình có 4 người con, 3 trai, 1 gái, từ 17 đến 8 tuổi. Báo cáo cho biết là gia đình ông sống bằng lương bổng nhà binh của ông và không có ghi nhận hành vi tham nhũng nào của ông hay của phu nhân ông. Tài liệu trên được chính phủ Hoa Kỳ giải mật ngày 13 tháng 8 năm 2009.
Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Thiếu tướng Trần Bá Di từ trần tại Florida trong nỗi niềm thương tiếc vô vàn và niềm kính mến của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của những gia đình và thân hữu. Ông hưởng thọ 87 tuổi. Nhắc đến Thiếu tướng Trần Bá Di, không ai không cảm mến một con người mộc mạc, bình dị, hòa đồng với các thuộc cấp, chân thật với đồng đội như ông. Thiếu tướng Trần Bá Di là một trong những vị tướng trong sạch, đáng kính mến của miền Nam Việt Nam, là một niềm hãnh diện cao quý của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người đời thường có câu là hùm chết để già, người chết để tiếng. Tướng Trần Bá Di ra đi để lại tiếng thơm muôn đời.